Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 17 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Kim Động trồng hoa cúc chi dược liệu thu lãi 10 triệu đồng một sào. Sát thủ sĩ huyện Tiên Lữ đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn. Các doanh nghiệp chủ động đối phó với sự cố hóa chất. Những tấm lòng thiện nguyện đến từ tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. Cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh trên đường đối hay đường cao tốc. Cần ngăn chặn tình trạng đổ rác xuống kênh, xuống sông tại Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 là tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề thông qua những câu chuyện, lời nói, việc làm của Bác. Nội dung xuyên suốt của chuyên đề gồm hai phần. Phần 1 là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phần thứ hai là đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Ở Bác, tư tưởng đoàn kết dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh luôn gắn chặt với nhau. Học tập làm theo Bác cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nội dung hội nghị trực tuyến được truyền từ điểm cầu trung tâm tỉnh Hưng Yên đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 1.800 đại biểu tham gia học tập. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm dự và chỉ đạo kỳ họp. Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 2.600 tỷ đồng, đạt trên 143%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng trên năm. Huyện Văn Lâm được Chính phủ quyết định công nhận huyện nông thôn mới, có 3 xã Tân Quang, Đình Dù và Trưng Trắc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt khu đô thị loại 5. Năm 2020, Văn Lâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, trong đó duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao về thu ngân sách, phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng một người trên năm, giá trị thu nhập bình quân đạt 206 triệu trên một hectare canh tác. Sáng ngày 17 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện trên 413 tỷ đồng, đạt 340% kế hoạch. Giá trị thu nhập sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 195 triệu đồng một hecta, tăng 6,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, tăng 0,7% so với năm 2018. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,8%, hộ nghèo giảm còn 2,57%, tạo việc làm mới cho 3.250 lao động. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, huyện Ân Thi phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 44,6 triệu đồng, tạo thêm việc làm mới cho trên 3.300 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Giang tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Tới dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua, cùng với cả nước, quân và dân huyện Văn Giang đã có những chiến công đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 32 tập thể, 5 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 227 bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội, sẵn sàng đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính trị tại địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ cho hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 73.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương có gần 250 hộ, cấp tỉnh trên 2.300 hộ. Số lượng mô hình có doanh thu đạt từ 500 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng ngày một tăng. Điển hình như mô hình trồng chanh tứ quý của nông dân Nguyễn Hữu Hà, huyện Khoái Châu, mô hình nuôi ấp vịt giống của nông dân Ngô Đức Thắng, huyện Kim Động có doanh thu trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2019, các cấp hội đã hỗ trợ các hộ khó khăn trên 2 tỷ đồng tiền mặt, gần 6.000 ngày công, cây con lương thực trị giá gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy hoa cúc chi dược liệu dễ trồng, dễ chăm sóc, đầu ra lại ổn định. Tháng 7 năm 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Bắc, thôn Tả Hà, xã Hồng An, huyện Kim Động đã đầu tư trồng hơn 2 mẫu và sau 5 tháng chăm sóc, cây cho thu hoạch ước thu 14 triệu đồng một sào. Được Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam Việt Mách ký cam kết bao tiêu sản phẩm, gia đình chị Bắc lên huyện Văn Giang mua cây giống. Mặc dù là năm đầu trồng thử nghiệm, nhưng chị Bắc cho biết cúc chi dược liệu là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần chủ động tưới nước đủ ẩm, làm cỏ thoáng gốc và cắt tỉa cành để cây ra nhiều nhánh cho nhiều hoa. Sau 5 tháng chăm sóc, thời điểm này cây bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi vụ cây cho thu hoạch được 5 đợt hoa, trong đó có 3 đợt hoa nở rộ. Trung bình một sào trồng cúc chi cho năng suất 350kg đến 400kg. Sau khi hoa được sấy khô, thu được từ 60 đến 80kg thành phẩm và được Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam Việt Mách thu mua với giá 190.000 đồng một kg. Như vậy, một sào trồng cúc chi dược liệu cho thu nhập khoảng 14 triệu đồng, trừ chi phí cho thu lãi 10 triệu đồng. Thời điểm này, bà con nông dân xã Chí Tân, huyện Khoái Châu đang hối hả vào vụ thu hoạch nghệ. Tại xã Chí Tân, cây nghệ được xem là cây trồng mũi nhọn, toàn xã hiện trồng trên 220 ha nghệ. Một số hộ trồng nhiều như gia đình anh Bùi Xuân Hợi trồng 6 mẫu, Hoàng Văn Đông trồng 4 mẫu, Nguyễn Đình Hanh trồng 1,4 mẫu. Do điều kiện thời tiết khá thuận lợi và người dân luôn chủ động áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng củ, trung bình một sào nghệ cho thu từ 1 đến 1,2 tấn củ một sào. Ước tính vụ nghệ năm nay, toàn xã thu được khoảng 4.000 tấn nghệ với mức giá thu mua tại ruộng vào khoảng 5 đến 6.000 đồng một kg tùy loại. Mỗi sào nghệ cho thu lãi từ 5 đến 6 triệu đồng. Những năm gần đây, xã Thủ Sĩ luôn là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Tiên Lữ. Đặc biệt năm nay, xã đã huy động các nguồn lực làm được 70 tuyến đường thôn xóm. Năm 2019, xã Thủ Sĩ làm hơn 7 km đường với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuyến ngắn là 50m, tuyến dài là 500m với chiều rộng từ 2 đến 4m. Trong đó, 25 tuyến đường người dân đóng góp tiền và ngày công hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng. Chỉ tính riêng trong năm nay, toàn xã có khoảng 50 hộ hiến đất làm đường. Nhiều hộ hiến với diện tích trên 50m2 như hộ ông Đào Văn Cần, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Hưởng, Vũ Xuân Trương. Đến hết năm nay, xã phấn đấu hoàn thành xong con đường liên thôn Lê Bãi với chiều dài gần 500m, chiều rộng 3m, 100% đường làng ngõ xóm được cứng hóa. Những con đường được xây dựng tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giúp diện mạo làng quê đổi mới từng ngày.
Để có những con đường rộng rãi, thuận tiện đi lại, vừa qua nhân dân thôn Cát Dương, xã Tống Chân, huyện Phù Cử đã tích cực góp công góp của hiến đất để mở rộng đường làng ngõ xóm. Thôn Cát Dương vừa hoàn thành việc đổ bê tông hai tuyến đường dài gần 1 km và đang triển khai làm hơn 900 mét rãnh thoát nước. Để thi công các công trình này, các hộ dân hai bên tuyến đường đi qua đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng kinh phí đối ứng. Ngoài ra, các hộ dân đã tích cực phá dỡ tường bao, cổng công trình phụ, hiến hơn 500 mét vuông đất để mở rộng đường, tiêu biểu như tuyến đường từ gốc đa xóm đọ đến xóm xối, vốn có chiều rộng cả hành lang là 5 mét, nay được mở rộng thành 7 mét. Một số gia đình hiến trên 30 mét vuông đất như gia đình ông Nguyễn Xuân Bầu, Nguyễn Xuân Vạn và bà Nguyễn Thị Cửu. Điều đáng nói là người dân đều rất nhiệt tình giải phóng mặt bằng để công trình thi công được thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn chủ động đề ra nhiều biện pháp ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất tràn dầu ra môi trường để không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người lao động, cộng đồng. Đây là một buổi diễn tập về ứng phó sự cố hóa chất, chủ động phòng chống cháy nổ của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Các bộ phận trong doanh nghiệp đều được tham gia một trong các công đoạn để khi xảy ra sự cố, họ đã có những kiến thức kỹ năng để xử lý. Sau khi diễn tập, các doanh nghiệp đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ về thao tác trong buổi diễn tập hoặc các vấn đề liên quan đến sự cố rò rỉ hóa chất, an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Nếu xảy ra thì sẽ làm như thế nào để không bị động trước các tình huống. Qua những cái đợt học đó thì bọn em cũng nâng cao thêm cái kiến thức kỹ năng của mình để đảm bảo an toàn trong cái quá trình mà sử dụng hóa chất. Ví dụ như là khi có sự cố hóa chất thì bọn em có biết cách là mình phải ứng phó với sự cố hóa chất bằng cách là đeo mặt nạ và dùng phao quây để chống tràn hoặc là báo cáo liên lạc với các cấp trên. Đối với những công nhân thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại đều được trang bị bảo hộ lao động, quá trình làm việc phải tuân thủ kỷ luật lao động, đặc biệt là quy trình nghiêm ngặt trong các thao tác vận hành máy móc hoặc các công đoạn làm ra sản phẩm. Kỹ năng sử dụng các hóa chất để làm các thiết bị trong nhà máy và cũng là an toàn cho sức khỏe của người mình. Đây nó là một cái việc mà rất quan trọng, nếu mà anh em mà không có ý thức thì nó xảy ra là anh em không làm được, nó rất nguy hiểm và tổn hại lớn cho công ty. Thứ hai nữa là qua cái buổi diễn tập này ấy, thì cũng là cái dịp mà để phối kết hợp giữa cái đội ứng phó sự cố hóa chất cũng như là phòng cháy cháy công ty với lại cơ quan chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy của địa phương để làm sao mà khi mà nó xảy ra thì mọi người có phối hợp với nhau tốt hơn để giảm thiểu cái thiệt hại cho công ty. Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp trong phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất tràn dầu, hạn chế nguy cơ gây cháy nổ tác động xấu đến môi trường, thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh cũng mở các lớp tập huấn cho chủ doanh nghiệp để trang bị cho họ kiến thức về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, ngành công thương thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền kết hợp với kiểm tra hướng dẫn, phổ biến các văn bản mới cho các doanh nghiệp, giúp họ nắm vững hơn những chính sách liên quan đến công tác phòng ngừa, sự cố, hóa chất. Xuất phát từ những hoàn cảnh thực tế tại địa phương, nhiều người dân ở những độ tuổi khác nhau trên địa bàn của tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đã thành lập câu lạc bộ Tâm Thiện Nhân nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau gần 2 năm hoạt động, đến nay câu lạc bộ Tâm Thiện Nhân có 80 thành viên với tinh thần lá lành đùm lá sách. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ cũng thường xuyên tự nguyện đóng góp 200.000 đồng mỗi tháng, đồng thời nhận các nhu yếu phẩm ủng hộ từ các cá nhân tập thể ngoài địa phương để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết tháng 11 năm 2019, câu lạc bộ đã có nguồn quỹ trên 253 triệu đồng, đồng thời đã huy động được sự ủng hộ của các thành viên và tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ 183 xuất quà, một xuất quà trị giá 500.000 đồng để tặng dịp Tết Nguyên đán 2020. Đặc biệt, câu lạc bộ cũng thường xuyên hỗ trợ gạo hàng tháng cho 40 gia đình còn cảnh khó khăn. Các hoạt động thiện nguyện ngày càng được mở rộng, từ đó xây dựng cộng đồng xã hội nhân văn, động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với huyện đoàn Khoái Châu tổ chức chương trình Đông ấm vùng cao tại hai xã Háng Đồng và Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tại hai xã đến thăm, đoàn đã tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá trên 500.000 đồng. Tặng cho trên 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 40 triệu đồng. Hội còn tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí
cho trên 250 người, trị giá trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng thêm các vật dụng cá nhân như áo ấm, găng tay, mũ tất, quần áo. Những hoạt động trên nhằm chia sẻ với đồng bào tại hai xã còn đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn ở vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, rét đậm rét hại. Từ đó, nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn cho người nghèo, những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là đồng bào các dân tộc vùng cao. Thời gian qua, trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhiều vụ việc phát sinh vào thời điểm tối và rạng sáng, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng còn thiếu, chưa đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đường này được đưa vào sử dụng gần một năm nay, góp phần giảm tải lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 39A. Tuy nhiên, thời gian qua, đưa vào vận hành thực tế nảy sinh một số bất cập, đó là tình trạng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là tuyến đường này chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, do vậy khiến cho người tham gia giao thông rất khó khăn trong quá trình xử lý, đặc biệt là xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này, cái tín hiệu đèn giao thông thì tôi thấy nó chưa đảm bảo, cho nên nó rất gây cái khó khăn cho anh em tôi lưu thông ở trên cái quãng đường này. Tôi cũng thường xuyên đi qua đây thì cung đường ở chỗ này thì đèn chiếu sáng thì nó cũng không được đảm bảo, nó khó khăn cho anh em lái xe thôi. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 11 tháng đi vào vận hành, trên tuyến đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Riêng đoạn chạy qua huyện Kim Động đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết. Các vụ va chạm thường xảy ra tại các nút giao với quốc lộ 39, quốc lộ 38B qua các địa phận các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đặc biệt trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có đến 4 vụ lái xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Bên cạnh đó, toàn tuyến với chiều dài gần 30 km nhưng chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát nên khiến cho công tác điều tra các vụ tai nạn giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Rất là khó khăn đối với các phương tiện tham gia giao thông, và trong quá trình anh em tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về ban đêm đối với các phương tiện, chúng tôi kiến nghị với các cơ quan chức năng và đặc biệt là ban toàn thông tỉnh là thực hiện lắp đèn chiếu sáng tại các điểm giao ngã tư đối với hai ngã tư quốc lộ 38 và quốc lộ 38B, và đặc biệt là hệ thống đèn xanh đèn đỏ thì mình có thể duy trì sâu hơn vào lúc 22 giờ đêm, tức là thành 23 giờ để cho các phương tiện có thể tham gia giao thông và chấp hành hiệu lệnh của đèn. Để bảo đảm an toàn giao thông, các ngành chức năng của tỉnh cần ra soát đánh giá các tuyến đường trọng yếu, các nút giao phức tạp, có lưu lượng người và phương tiện đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, để từ đó cân đối ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu dân sinh, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay, tình trạng đốt rác thải sinh hoạt tại các bãi rác xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đây là hình ảnh ghi lại được vào khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 12 tại bãi rác Cống Trắng, xã Tân Việt. Người thu gom rác thải sau khi vận chuyển về bãi rác đã đốt để xử lý. Khói đen bốc lên không khí, mùi khét nồng nặc từ các loại rác thải rắn, cộng thêm mùi hôi thối của rác thải sinh hoạt, khiến người dân sinh sống xung quanh bức xúc. Đáng nói, việc đốt rác này diễn ra ngay giữa đường dây điện như thế này. Tình trạng đốt rác này thì thực ra nó xảy ra là rất là lâu rồi, mà ngày nào như thế này. Nó cháy thường xuyên, và nếu mà khi thời tiết như thế này thì nó còn khói nó còn lên được. Nhưng mà khi thời tiết mà lạnh ấy, thì nó sẽ đọng lại như là kiểu như mây mù ở đây ấy. Thì khu vực này thì trẻ con thì có những hôm như con nhà mình nó cay mắt quá nó khóc. Mà ngày nào nó cũng như thế này mà chả có cơ quan nào giải quyết cả. Thì có những hôm thì cái bãi rác này nó cháy thì nó ngùn ngụt lên cả ngọn lửa lên trên cái chỗ dây điện kia. Tình trạng này diễn ra đã lâu, không riêng ở đây. Việc đốt rác còn diễn ra ở các bãi rác khác trên địa bàn thôn Hoan Ái, Lãng Cầu. Để ngăn chặn tình trạng đốt rác bừa bãi, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp kiên quyết xử lý để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân sinh sống quanh khu vực. Hiện nay tại nhiều vị trí trên các sông Kim Sơn, Tây Kẻ Sạt, Cửu Yên, Điện Biên, Tam Đô chảy qua các địa phương trong huyện Ân Thi vẫn còn tồn tại tình trạng người dân xả rác thải trực tiếp xuống sông và một số tuyến kênh mương nội đồng. Khu vực trạm bơm Công Bún, xã Đào Dương, trạm bơm Trà Phương, xã Hồng Vân, chân cầu Đanh Xá, xã Hoàng Hoa Thám
và một số đoạn kênh tại các xã Bãi Sậy và Phù Ủng đã và đang trở thành điểm nóng về vấn nạn rác thải khi đủ các loại rác thải, nhất là các sản phẩm từ nhựa, túi ni lông được vứt bừa bãi xuống ven các sông. Một vấn đề khác liên quan cần được các địa phương tại huyện Ân Thi quan tâm đó là điểm bố trí khu vực bãi rác thải tập trung nằm sát các dòng sông và kênh tiêu thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm như bãi rác gần khu vực trạm bơm Cống Bún, bãi rác tập trung tại xã Vân Du. Khi bước vào mùa mưa bão, rác tràn xuống sông gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước tại trạm bơm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.